Đậu Phương biến thành kẻ si ngốc. Tỉnh Thiểm Tây có người họ Đậu. Ông có một người con tên Phương, rất thông minh, sách qua mắt là không quên. Đáng tiếc, tánh tình kiêu ngạo, chẳng coi người ra gì. Cũng bởi vì anh ta luôn thắng tất cả mọi người, tưởng như trên thế giới này không ai có thể so sánh với anh ta. Tính cách của Đậu Phương bình thường rất cuồng ngạo, ngay cả với cha mình cũng luôn trái nghịch. Cha nói trắng thì nó nói đen, cha nói đông thì nó nói tây. Những kinh nghiệm sự thế quý báu mà cha nó trao truyền, nó không tiếp nhận. Lại bảo rằng cha nó là một lão già ngoan cố, những gì mà cha nói và làm đều là cổ hủ, không đáng để cho thanh niên ngày nay học tập theo. Lão Đậu có người con trái nghịch, cuồng vọng và bội ngược như vậy, thường rất bực tức, râu tóc dựng thẳng, lắc đầu than thở không cùng. Một ngày nọ, ông gọi Đậu Phương đến giáo huấn. Đạo hiếu thuận là chú trọng ở chỗ thuận theo với cha mẹ. Nay con điều gì cũng trái ngược với ý của cha, không có một chút hiếu đạo, thì làm sao con nói đến chữ hiếu được? Đâu ngờ, Đậu Phương nghe xong, giận dữ lớn tiếng nói, thời đại nguyên tử này mọi sự vật đều tiến về phía trước, ông lại bảo tôi thuận theo lão già ngoan cố, đó chẳng phải là ngược ngạo sao? Hai cha con cứ thế cãi nhau, Đậu Phương thì nói những lời trên trời, tuyệt nhiên không tiếp nhận những huấn giáo khổ nhọc đầy tình thương của cha già, còn nói ngược lại, khiến cho lão Đậu chẳng nói năng được gì nữa. Cha già không có cách gì quản giáo con, nên Đậu Phương càng ngày càng tỏ thái độ, cuồng ngạo bất tuân. Tất cả việc lớn nhỏ trong nhà, lão Đậu chẳng biết tới, Đậu Phương làm chủ cả. Bà con bạn bè nếu có việc gì cần đến họ Đậu thì cũng do Đậu Phương giải quyết. Do đó bà con nội ngoại chỉ biết có Đậu Phương, không biết đến ông Đậu. Đậu Phương có một người chị đã xuất gia, là con gái lớn của ông. Vì nhà ông nghèo khốn, bữa đói bữa no, nên trở về nhà xin trợ giúp. Ông Đậu thương con gái nghèo khổ, bảo Đậu Phương tặng biếu 2 tháng lúa mì. Thế nhưng với tánh trái nghịch, Đậu Phương không những không hiếu với cha, mà với chị ruột, nó cũng không có chút tình cảm, không có lòng giúp đỡ, ngồi nhìn chị đói khát chứ không bố thí dù một hạt lúa. Trước tình cảnh đó, ông Đậu vô cùng đau xót, nhưng chỉ biết cùng con gái ôm đầu mà khóc. Một ngày nọ, Đậu Phương và bạn đi đến chùa báo ân, thấy trong nhà có một bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, trong đó kể chuyện Mục Liên cứu mẹ. Anh ta liền phê phán, một người chết rồi, làm gì có linh hồn, làm gì có địa ngục với không địa ngục. Huống chi mẹ của Mục Liên khi còn sống, chẳng qua chỉ ưa ăn cá, không kích tăng bảo mà thôi. Như thế tội lớn còn không có, cớ gì lại bảo đọa lạc xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ mọi sự ác báo. Kinh nói như thế thật là nói chuyện hồ đồ. Nói xong, liền cầm Kinh Địa Tạng xé nát. Một lúc sau, thấy mệt, anh ta vào phòng chư tăng ngủ trưa. Nằm mộng thấy đi đến một phòng sạch sẽ, trên cửa treo một đôi liễn, phía trên viết mấy chữ Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, đều hành hiếu đạo, tụng Quang Minh Bồ Tát chính thực, từ bi. Có một đứa bé ở trong đi ra nói rằng Bồ Tát mời anh vào trong. Anh ta theo đứa bé đi vào, thấy Bồ Tát Địa Tạng tay cầm tích trượng, đứng yên, trang sức cùng với tượng đắp không khác, bảo Đậu Phương rằng Mục Liên cứu mẹ là sự thật, ghi trong kinh Phật, Phật là bậc chí thánh, lời nói chắc thật, đâu có lý coi thường con người. Ông đem kinh Phật xé nát, đó là tội bất kính số 1. Ông xem Mục Liên cứu mẹ, sau khi chết há chẳng phải đại hiếu ư. Còn ông thường trái nghịch lời cha, thật là tương phản với Mục Liên, rõ ràng là đại bất hiếu. Kẻ mà sống bất kính, bất hiếu thì đâu đáng làm người. Nếu không lập tức sám hối, thì sợ rằng ác báo khó trốn. Bồ Tát dùng đại bi tâm để khuyên nhủ Đậu Phương, thế nhưng do ác nghiệp nặng nề, bản tánh ngang cường khó giáo hóa, anh ta chẳng có một chút gì biểu thị hồi tâm hối lỗi. Sau khi tỉnh giấc, Đậu Phương trở nên điên đảo tâm hồn, đối với vật trước mắt cũng không nhận biết rõ, hàng ngày si si ngốc ngốc cùng với Đậu Phương trước kia như là hai người, cho ăn thì ăn chẳng biết đói no gì cả, có lúc thì tự nói lảm nhảm,
chẳng biết nói gì, có lúc thì cười cười khóc khóc, chẳng biết xấu hổ. Một thanh niên vốn thông minh lanh lợi thế mà biến thành kẻ thần kinh khùng khùng điên điên, như thế há chẳng phải là chứng minh rõ ràng ác béo của tội đại bất hiếu ư? Ghi lại từ sách Thái Thượng Bảo Phiệt Đồ. Ha ha ha,